Dạ. Kính chào quý vị và các bạn đang xem video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay mùng 3 Tết cũng chính là ngày 14 tháng 2. Tiến Dũng xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng. Và kính chúc quý vị và các bạn có một ngày 14 tháng 2, ngày tình yêu thật lãng mạn, thật tuyệt vời và thật hạnh phúc. Và ngay sau đây Tiến Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc mang âm hưởng của tình yêu và của mùa xuân. Đó là bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua bộ các thiết bị âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin mời.
chỉ có